Xin chào anh em, trên màn hình chính là mẫu SUV đô thị Hyundai Creta N-Line 2022 vừa chính thức được trình làng tại thị trường Brazil. Ở thị trường Nam Mỹ này, Hyundai vẫn đang bán Creta phiên bản cũ chứ không phải phiên bản mới như xe ở Việt Nam. Do đó, Hyundai Creta N-Line 2022 cũng được phát triển dựa trên phiên bản cũ của mẫu SUV hạng B này. Đây là mẫu xe tiếp theo được bổ sung phiên bản N-Line của hãng sau Tucson, Sonata, Kona, Elantra, i10 và i30. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu, Hyundai Creta N-Line 2022 chỉ được thay đổi trong thiết kế nội, ngoại thất để thêm phần thể thao. So với bản thường, Creta N-Line trông nổi bật hơn nhờ thiết kế đầu xe mới với lưới tản nhiệt rộng hơn, đi kèm mắt lưới màu tối và logo N-Line. Thêm vào đó là cản trước hầm hố hơn, tích hợp hốc gió trung tâm hình thang màu đen. Ở hai góc cản trước còn có thêm cụm đèn sương mù hình tam giác mới. Trái với đầu xe, thiết kế bên hông của Creta N-Line gần như không thay đổi, trừ bộ vành hợp kim mới. Bộ vành này có đường kính 17 inch, thiết kế 6 chấu kép và sơn hai màu thể thao. Ngoài ra, hãng Hyundai còn bổ sung ốp bậc cửa mới với nẹp mạ chrome trang trí cho xe. Ở phía sau, mẫu xe này có thêm cản va mới với hai hốc gió và cặp ống xả hình tròn mạ chrome. Bước vào bên trong khoang cabin của xe, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất bọc da màu đen với chì khâu màu đỏ tương phản trên ghế, mặt cửa và vô lăng. Ngoài ra, ghế của xe còn được dập logo N như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản thể thao. Bên cạnh đó là cần số, vô lăng và bộ bàn đạp bằng nhôm dành riêng cho bản N-Line. Về trang bị tiện nghi, Hyundai Creta N-Line 2022 có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và sạc điện thoại thông minh không dây. Tại thị trường Brazil, Hyundai Creta N-Line 2022 chỉ dùng một động cơ là máy xăng GT tăng áp, dung tích 1 lít, sản sinh công suất tối đa 118 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Không chỉ mang trên mình thiết kế ấn tượng hơn, Hyundai Creta 2022 phiên bản thể thao N-Line còn được bổ sung thêm trang bị an toàn so với bản thường. Cụ thể, xe có thêm gói tính năng an toàn chủ động Hyundai Smart Sense với đèn chiếu xa tự động, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo va chạm, phanh tự động và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, cảm biến đỗ xe trước, sau và camera cập lề để cảnh báo điểm mù. Hyundai Creta phiên bản N-Line mới tại Brazil có giá bán khởi điểm từ 159.490 riu, khoảng 754 triệu đồng. Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu Hyundai Creta 2022 phiên bản N-Line vừa ra mắt. Bạn thấy mẫu xe này thế nào? Đừng ngần ngại để lại ý kiến dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi nhé! Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem thêm nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nha! Xin chào và hẹn gặp lại!